Đây là cô Đền Trần tại thị xã Quảng Yên, là một vị anh hùng dân tộc. Hôm nay là ngày giỗ của Đức Thánh, thì toàn thể nhân dân đang cứ chuẩn bị làm lễ để dâng hương, nghiễm thức ra đền Đức Thánh Trần để nhớ tới ngày giỗ của Đức Thánh Trần Trần Quốc Tuấn tại thị xã Quảng Yên. Thì đây là chuẩn bị cung lễ để giới thiệu cho tất cả các anh chị em thập phương về đây để thắp hương. Đấy, đây là đền Đức Thánh Trần nhá. Đây là tất cả các cái cụ bố lão đang chuẩn bị về nhà, rồi các cái nghi lễ. Các anh chị vào xem video thấy video của Nguyễn Thích VT, thấy hay thì cứ bấm vào chỗ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Nguyễn Thích VT nhá. Đây là các nghi lễ. Các anh chị thấy có giỗ của ngày giỗ của Đức Thánh Trần. Đây. Xin giới thiệu với tất cả các anh chị, Đức Thánh Trần là Trần Quốc Tuấn, là bố của Trần Quốc Nghiễm đang thờ tại Hạ Long, Quảng Ninh, và Trần Quốc Tạng là đức ông Trần Quốc Tạng là cũng là con trai của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đây thì, hôm nay là ngày 20 tháng 8 là ngày giỗ cha. Đấy, thì tất cả các khách thập phương đã về đây làm lễ dâng hương và thắp hương tưởng nhớ tới công ơn xây dựng đất nước và anh hùng dân tộc tại thị xã Quảng Yên. Các anh chị nhé, các cô dì chú bác về nơi đây vào thắp hương để xin được cầu tài lộc, cầu sức khỏe, cầu bình an nhé. Thank you.
đồng bằng nhất chân hòa công tập trung đại tán quyết hồn Thank you.